Vâng, xin được kính chào quý anh chị và bạn quay trở lại với lại Vũ Tới Ô Tô có địa chỉ tại số 26 Cầu Diễm, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, một trong những đơn vị kinh doanh xe ô tô cũ đã qua sử dụng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Hôm nay bên em lại về một chiếc xe Hyundai Santa Fe phun dầu được sản xuất 2018, xe tư nhân biển tỉnh, chạy được 6,2 vạn. Mời anh chị cùng em xem qua chiếc xe này. Với phần đầu xe cũng được trang bị rửa kính và ngoài ra cụm đèn trước được trang bị đèn bi và form dáng 2018. La răng của chiếc xe la răng đa chấu, thiết kế 19 inch, ốp bậc chống xước, gương kính chỉnh điện, ốp tay nắm cửa mạ chrome và ốp chống xước, đã dán phim cách nhiệt, phụ kiện cho xe đầy đủ, bản full quý anh chị nhé, ghế da và ghế chỉnh điện, các chức năng sửa ghế, phanh điện tử và đề lộ start stop, màn hình hiển thị đa thông tin, gương chống chói tự động, hàng ghế sau mẫu xe 7 chỗ anh chị nhá. Chiếc xe mới về đến cửa hàng và sử dụng động cơ hai và sử dụng dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cốp điện bản full nhá quý anh chị nhá, bản full ạ. Gương kính chỉnh điện, tất cả những chi tiết chiếc xe còn khá là giữ xe quý anh chị nhé. Chế độ lái hỗ trợ đổ đèo, vô lăng ga tự động, tất cả chi tiết keo chỉ đều còn nguyên bản quý anh chị nhé. Với chiếc xe đó qua sử dụng thì bên em luôn luôn đảm bảo cam kết cho anh chị chiếc xe không bị tai nạn, đâm đụng, ngập nước và giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ thưa quý anh chị nhé. Chiếc xe này bên em cũng đang mong muốn giá là 985 triệu, thì anh chị nào có quan tâm thì liên hệ qua số điện thoại và bên em cũng có gia lộc cho quý anh chị nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại anh chị, cảm ơn anh chị rất nhiều.